Hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1976, thiên thượng chi long, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, được các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, giúp cho quý anh chị thay đổi cuộc đời từ đây, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nam nữ mạng. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, mệnh thổ, sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con chuột, cuộc đời được bà chúa Ngọc độ mạng. Người tuổi Bính Thìn được Phật Dược Sư Như Lai ban phúc, Phật Long Thù Bồ Tát ban trí, Phật Tỳ Sa Môn hộ mệnh, Phật Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ. Bính Thìn là người thông minh, học ít biết nhiều, văn chương chiếu mệnh đủ điều khôn lanh, mùa hè xanh đậm thời nay, giàu nghèo thì cũng an nhàn tấm thân, mùa xuân lỗi số bần cùng, rất là cực nhọc chẳng màng tấm thân, anh em cũng chẳng được gần, tình đầu chắc trở bởi sầu lương duyên, trung niên mới có cơ ngơi vững bền, tu tâm tích đức càng nên, hậu vận danh chức xứng tên với đời. Bính Thìn được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng là sự thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là người thông minh sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thêm cái bản tính nóng nảy như lửa, song lại đâu vào đấy, con người bộc trực thẳng thắn, thích hoạt động. Bính Thìn nên sống xa quê sẽ tốt hơn, tuổi này được thừa hưởng, thừa kế của ông bà cha mẹ. Sau trung niên mới giàu có, họ rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng xử sự với thái độ nghiêm túc, rất chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với người bạn thân thiết, đó là đặc điểm tính cách trong con người của họ. Bính Thìn luôn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao tuổi Bính Thìn sống rất ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Bính Thìn khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá nó sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Bính Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời của mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng, không cho phép họ chấp nhận, họ nhanh chóng nghỉ ngơi và thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời, họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Chính vì thế, tuổi Thìn có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Chính vì thế trong công việc họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà họ có thể dễ dàng thấu hiểu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Nhìn chung Bính Thìn có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên. Người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả, cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn áo mặc, được hạnh phúc vun đầy. Tuy nhiên, họ sẽ là người khổ tâm, luôn lo nghĩ mọi việc. Cuộc đời Bính Thìn rất đáng để người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống rất thoải mái. Xem luận giải tử vi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong 3 tháng cuối năm 2023 âm lịch cho thấy,
cuộc sống của quý mệnh sẽ có nhiều biến động sau những khó khăn, vất vả mà trước đó đã phải chịu đựng, thì khi bước sang 3 tháng cuối năm sẽ được các tinh vây quanh. Tuy nhiên, để nói là qua cơn bi kịch tới hồi thái lai, thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của quý mệnh cần được chuẩn bị kỹ càng, có thay đổi hiện thực thành công hay không, bởi lẽ ngoài thì vẫn có những hung tinh đeo bám, ba sao xấu này sẽ cản trở khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Đường tài lộc thời gian này vượng sắc, có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh marketing bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng và tạo mức thu nhập ổn định, không ngừng tăng tiến. Trong cuộc sống hàng ngày, quý mệnh vẫn cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy, vận trình tình cảm của quý mệnh khá ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Xét từ góc độ ngũ hành, thì Bính Thìn thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thủy thì sẽ giúp quý mệnh bộc lộ những tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Những chú rồng cũng đừng quên rằng, trong năm vẫn có điềm báo xô sát, cần phải lưu ý không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí là kiện cáo ra tòa và cũng dễ bị phá tài hao của. Trong một số trường hợp đặc biệt, còn có thể bị thương tích trên người, cho nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay vật sắc nhọn gây ra. Đặc biệt là trong 3 tháng cuối năm này, Bính Thìn nên lưu ý là hạn chế đi đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, cũng nên tránh những nơi ẩm ướt, tối tăm, sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp chuyện chẳng lành. Và sau đây là luận giải chi tiết cụ thể các phương diện cuộc sống của Bính Thìn 1976 trong 3 tháng cuối năm như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi 3 tháng cuối năm 2023 của Bính Thìn, phương diện sự nghiệp có canh kim lộ xuất thực thần, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán, có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mà mình muốn, hoàn thành kế hoạch, thành tích xuất sắc. Dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công, nhất là người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao. Không những thế, thì vấn đề thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là một số Bính Thìn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên, mà phải tự mình lên kế hoạch trong mọi chuyện, tự đốc thúc bản thân, giữ vững tinh thần, cần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù vậy, nhưng may mắn là có các tinh hỗ trợ, cho nên mọi chuyện về cơ bản là khá nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi quý mệnh phải kiên trì, thì sẽ nhận được mức độ đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương, tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Quý mệnh lúc này nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành thủy hay là hành kim sẽ dễ thu lợi hơn. Các dự án về thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, tài chính, hàng kim loại là những lĩnh vực mà quý mệnh nên tham khảo thêm. Về mặt tài lộc, bước vào 3 tháng cuối năm, có canh kim lội xuất thực thần, đường tài lộc của Bính Thìn cực kỳ lý tưởng, quý mệnh cũng không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức độ đãi ngộ. Khoảng thời gian này, có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh, buôn bán, sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi và thủy sản, đồ ăn uống, ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Theo dõi về tổng thể vận trình tài lộc của Bính Thìn năm 2023, những chú rồng sẽ có cơ hội để chuyển mình mạnh mẽ, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Về mặt tình cảm, gia đạo. Vận trình tình duyên của năm 2023, nam mệnh Bính Thìn tuy đào hoa không nhiều, nhưng bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt, cũng dễ dàng tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người có cảm tình. Bính Thìn thông minh và tài giỏi, có phần thực tế, song hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi là khá cao. Song cần nhớ phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, đó chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại mà thôi, không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Nữ mệnh Bính Thìn không có nhiều biến động trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình không có gì đặc biệt, người có đôi vẫn giữ vững mối quan hệ ở mức bình ổn. Với người độc thân thì chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới, thời điểm năm 2023 nhân duyên không tồi, hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình, đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ tình yêu tới, mà cần phải chủ động và tích cực hơn. Bởi cuộc sống là không chờ đợi, thanh xuân trôi qua trong chớp mắt không thay đổi thì khó có thể tạo được bước đột phá trong chuyện tình cảm của mình.
về mặt sức khỏe. Phương diện này của Bính Thìn trong năm 2023 là khá tốt, không có nhiều vấn đề gì khá lớn và nghiêm trọng trong năm có cát tinh. Song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh được thương tích nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của quý mệnh. Tuy nhiên Bính Thìn cũng nên nhớ là tránh đi đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay nhiều nước như sông hồ, ao suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Quý mệnh nên lưu ý sắp xếp gọn gàng kín đáo những vật sắc nhọn để tránh thương tích không đáng có, cạnh bàn tủ nếu quá sắc bén thì nên tìm cách để khắc phục, nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay là hoạt động ngoài trời để giảm khả năng thương tích cho mình. Cũng nên lưu tâm hơn đến vấn đề tiêu hóa, dễ mắc bệnh dạ dày hay là đại tràng, có thể bị cảm cúm hay mệt mỏi do thời tiết, nên siêng năng tập luyện thể dục thể thao, ăn uống, ngủ nghỉ khoa học để tăng sức đề kháng cho mình. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2023 như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tuổi Bính Thìn, tháng 10 âm lịch 2023. Tháng này Bính Thìn rất chịu thương, chịu khó, luôn sẵn sàng đối mặt với trở ngại xuất hiện trong tháng này, không một chút kêu ca oán giận. Không những thế, tháng này quý mệnh còn thể hiện tốt cho khả năng ăn nói, tài giao tiếp nổi trội của mình, cách cư xử hào phóng và đáng tin cậy, sẽ trở thành bàn đạp để dẫn đến thành công. May mắn sẽ theo quý mệnh là nhờ thiên ấn chỉ ra một vài mục tiêu và dự định cá nhân, sẽ bắt đầu gặt hái được kết quả, chính vì thế bạn hãy cố gắng nắm bắt cơ hội nhé. Tháng này tuy hơi vất vả nhưng mà công sức được đền đáp, ví dụ như thỉnh thoảng phải tăng ca nhưng quý mệnh vẫn hoàn thành xuất sắc công việc. Hữu bậc phá tài nên có những hiện tượng nhiệm vụ tuy khó nhưng chỉ cần tháo gỡ những móc nối quan trọng là đã có thể hoàn toàn tự mình xử lý vấn đề. Nếu quý mệnh đang đi xin việc sẽ có nhiều rào cản với cuộc phỏng vấn, quý mệnh phải khéo léo tự tin mới vượt qua được phỏng vấn. Đồng thời cần chú ý đến vấn đề ăn mặc sao cho lịch sự và trang nhã nhất có thể, hữu bậc giúp đỡ cho gia đình càng gia tăng thêm phần tốt. Về khía cạnh tài chính của quý mệnh, bạn lúc này cần phải đề phòng kẻ xấu làm hại sau lưng, sẽ có nhiều người ghen tị nếu quý mệnh kiếm được nhiều tiền hơn họ. Cho dù có nhiều hậu thuẫn, nhưng cũng không nên tham gia những thương vụ hay phụ thuộc quá nhiều vào may rủi, tránh xa những khoảng mà bản thân không có đủ năng lực và sự hiểu biết. Nói chung, Bính Thìn không phù hợp với những phương thức đầu tư mạo hiểm, khoản đầu tư mới có thể là chốt lỗ hiệu quả và tránh được áp lực kinh tế, hãy an phận với công việc mình đang làm. Trong tháng có ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho mối quan hệ xung quanh của Bính Thìn trở nên hài hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết. Quý mệnh có thể nhận được sự che chở từ bạn bè, người thân, hơn ai hết, sẽ cảm thấy trân trọng những mối quan hệ hiện đại vô cùng. Tình cảm của Bính Thìn lúc này khá rực rỡ, người còn đang độc thân sẽ gặp mối lương duyên tương hợp, tiến đến việc hẹn hò. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc mặn nồng thì rất hiểu và thông cảm cho những tính cách của người ấy, cả hai sẽ âm thầm vun đắp tình cảm thêm phần thăng hoa. Về sức khỏe, Bính Thìn nên quan tâm nhiều hơn tới phương diện sức khỏe của mình. Ngày này dương khí càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Một chuyến du lịch ngắn ngày sẽ giúp quý mệnh đổi mới tâm trí sau khoảng thời gian đã vùi mình vào công việc. Ngoài ra, lúc này nhất bạch bay về phương chính đông, cho thấy gia đình quý mệnh có người phải di chuyển xa nhà, chú ý cẩn thận khi tham gia giao thông. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thân, tiểu nhân là tuổi Tuất, màu sắc may mắn là màu hồng và màu đen, con số phát lộc là 84 và 60. Tiếp theo là luận giải tử vi tuổi Bính Thìn, tháng 11 âm lịch 2023. Xem tử vi tuổi Bính Thìn âm lịch chỉ ra rằng, chính cách phản ứng với sự cố một cách khôn ngoan và bình tĩnh, cho nên sẽ không vấn đề gì có thể ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của quý mệnh trong tháng mới này cả, rất thích hợp khi có mong muốn tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên suy nghĩ kỹ mọi thứ một cách thông suốt, có kế hoạch, đừng để những phút bốc đồng mà đưa ra những lựa chọn sai lầm. Tháng này chính ấn xuất hiện, trong tháng mới nâng đỡ công việc thuận lợi, khi mọi thứ đi vào guồng quay thì sẽ không phải tốn quá nhiều công sức như trước đây. Tháng mới hối hả với nhiều dự định, kế hoạch ấp ủ, quý mệnh Bính Thìn có thể đón nhận một vài tín hiệu trong tháng này. Đó là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua, đừng quên chia sẻ điều đó với người bạn thân yêu. Với sự hỗ trợ của cát tinh, chính vì thế Bính Thìn tháng chắc chắn có tài lộc, cho nên nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình, nhiều người làm ăn có lợi, số đơn hàng đã tăng lên đáng kể. Trong tháng, ngũ hoàng nhập cung chính tây báo hiệu quý mệnh trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến họa kiện tụng, dính dáng từ pháp luật,
Do đó, những gì liên quan đến tiền cần phải minh bạch và rõ ràng, và nếu có tiền trong tay thì phải ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao ngay lập tức, chớ để đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm những phiền phức, khi có tiền thì lại làm việc khác, thậm chí là cứ cho đi, nhưng cố tình ngó lơ những khoản nợ của mình. Giải thần ghé thăm, nhờ thế mà quý mệnh có khả năng thấu hiểu, thấu cảm, không cần phải dùng uy lực người khác vẫn phải kính nể. Nhiều vận hạn cũng vì thế mà được lùi xa, mang lại một tháng mới hanh thông và thuận lợi. Ngũ hành xung khắc cho thấy khả năng cao xảy ra xung đột trong suy nghĩ và hành động, khiến cho tình cảm giữa hai người rạn nứt. Tuy nhiên, nếu bạn được ai đó chia sẻ, thì sẽ sớm nhận ra rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, đối phương là một người tốt bụng hiền hòa. Và bên cạnh đó một số nhược điểm là không thể tránh khỏi, hãy đón nhận và yêu thương thay vì chỉ trích đối đầu nhé. Đây chính là thời điểm quý mệnh nên tập trung rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất tinh thần, hãy dành thời gian ở bên người thân yêu nhiều hơn. Yếu tố tinh thần cũng giúp phần nào cải thiện được bệnh tật, nhất là những ai có bệnh nặng, thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước, có nhiều thời gian hơn để thực hiện các dự định còn đang dang dở. Ngoài ra, những ai mà đang bận rộn vì công việc thì đừng cho rằng mình khỏe nên bắt đầu lơ là dù đang bận rộn đến mấy. Cũng đừng quên sức khỏe là yếu tố quan trọng, bởi khi có sức khỏe thì mới có thể đảm bảo tốt công việc và duy trì các mối quan hệ. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Tý, tiểu nhân là tuổi Tỵ, màu sắc may mắn là màu đen và màu trắng, con số phát lộc là số 84 và số 96. Cuối cùng là luận giải tử vi tuổi Bính Thìn, tháng 12 âm lịch 2023. Tháng mới được tử vi các tinh cao chiếu, chính vì thế vận khí của Bính Thìn có dấu hiệu tăng mạnh, đây quả là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực trong suốt thời gian qua. Tinh thần làm việc trong tháng lên cao khá rõ ràng, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Nguyệt lệnh lâm quan đới giúp quý mệnh thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Được tam hợp trợ mệnh, vận khí tăng mạnh trong tháng mới, xúc tiến kế hoạch của Bính Thìn diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Đồng thời cũng sẽ có nhiều việc phải làm hơn, cơ hội tới dồn dập nên hãy tận dụng đúng lúc nhé. Tháng này Bính Thìn được cả Nguyệt lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận quý nhân vô cùng vượng. Quý mệnh lúc này sẽ thêm tự tin và hành động cô lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần, đặc biệt chức vụ, danh tiếng ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể. Con đường công danh sự nghiệp thăng tiến về phía trước, nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước. Tháng này công việc phát triển tốt và gặt hái kết quả tốt, cơ hội tiến thân đã đến. Hãy khéo léo hành xử và biến những điều không thể thành có thể, thông minh lanh lợi thì chắc chắn sẽ làm được điều mà mình muốn. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, quý mệnh đều có thể hài lòng với những gì mình đã đạt được vì một khi đã quyết tâm thì đều có thể làm được. Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, tháng này là thời điểm khá lý tưởng, hãy tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đới để đánh nhanh, thắng nhanh. Bính Thìn nắm chắc sẽ thuận lợi, khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp của bản thân, dù vậy vẫn nên tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang, thái độ kiêu ngạo hay ngựa non háo đá. Trong quá trình làm việc, hãy từ tốn và bình tĩnh để giải quyết, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy thì mới không bị tụt hậu, làm gì cũng cần phải có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp bản thân thành công hơn nữa. Vì thế, hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý, tinh thần vừa thư thái mà lại dễ đạt được hiệu quả cao. Tháng này dự báo nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh nên vận may về tài chính cũng sẽ được tăng lên với những chú rồng trong tháng này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái được lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, quý mệnh lúc này hoàn toàn có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, bản thân người này được hưởng lợi nhuận không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương cát tinh được dự báo còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm mang tới cho Bính Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng quyết định nhanh chóng vì vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay, chỉ còn đường đi nước bước cụ thể ra sao thì cứ phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, Bính Thìn vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ nhé,
bạn hãy rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nếu không nhẹ thì bị phạt tiền, nặng liên quan đến kiện tụng, pháp luật không thể chủ quan. Bên cạnh đó, cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính, thời gian này dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều, vì vậy, cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó thì tiền bạc không bị khó và bị nó điều khiển. Tháng này, Nguyệt lệnh Lâm Quan Đới ở Bính Thìn không những mang tới những tin vui về công danh sự nghiệp mà còn mang lại cho quý mệnh mối nhân duyên tốt lành, được các tinh trên cao phù trợ. Chính vì thế, Bính Thìn tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ như thế mà lan tỏa. Người độc thân đừng quá ngạc nhiên khi thời gian này sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh, không ít kẻ đưa người đón, dù được không ít người thầm thương trộm nhớ, song vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình. Kể cả khi chưa thực sự trong mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó, việc tìm hiểu cùng lúc sẽ khiến bản thân sớm gặp rắc rối. Những cặp vợ chồng đã kết hôn lâu, tình cảm cũng như được hồi sinh, cả hai dành nhiều thời gian để chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai, gia đạo hài hòa, êm ấm, giúp tinh thần của quý mệnh thoải mái và thêm cố gắng hăng hái vì gia đình. Tình hình sức khỏe của Bính Thìn duy trì ở mức ổn định, nhìn chung thể trạng không xảy ra biến động lớn. Có chăng chỉ là vì thời tiết giao mùa, biến đổi thất thường, khiến quý mệnh lúc này mắc các triệu chứng cảm cúm thông thường. Bên cạnh đó, đôi khi cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng thì quý mệnh nên chú trọng tập luyện thể thao, đặc biệt là dân văn phòng. Hay phải ngồi lâu, ít vận động, sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng cần chăm chỉ rèn luyện. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Tý, tiểu nhân là tuổi Mùi, màu sắc may mắn là màu cam và màu trắng, con số phát lộc là số 76 và số 89. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng, hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, luôn cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mải chạy theo vật chất, tham đắm sắc dục, chúng ta lãng quên đi việc tu dưỡng thân tâm mình. Chúng ta nên luôn sợ hãi với quả báo, quyết không làm điều ác, tránh xa tội lỗi, niềm tin nhân quả. Sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức cho mỗi người. Xã hội sẽ bình an, thiện lành và phát triển ổn định hơn khi mỗi người đều có nhận thức đúng đắn về kết quả và nghiệp báo. Ta không phải nghĩ tới điều gì quá lớn lao, xa vời, đơn giản là thực hành nhân quả từ trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như, với đồ dùng của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cướp. Thậm chí đó là cái kim, sợi chỉ hay cái tăm đều đã được ghi nợ và có lãi suất, nên đừng xem thường, dù là một việc xấu mà ta nghĩ rằng nó nhỏ xíu và không đáng. Đặc biệt, quả báo quỵt tiền người khác rất đáng sợ, vì thế có nợ tiền ai nhất định phải trả. Đừng để đến khi tiền bạc bao nhiêu năm tháng chất chiêu, dành dụm, đội nón ra đi mới lội ngược dòng để tìm ra những điều mình đã sai lầm thì cũng đã muộn màng. Thế nhưng, hãy nhớ rằng chẳng bao giờ muộn để sửa sai, dù bạn đang ở tuổi 70, 80 đi chăng nữa, vì những gì bạn đang làm và đang kết trái cho tương lai, cho muôn kiếp sau của chính mình. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.